Ngày ta gặp nhau trên dịp tình cờ cũng là ngày em đang hẹn hò. Anh như người say đi lạc đường về khi biết tin em đang yêu họ. Anh như ngừng thở vẫn chưa tin rằng tình mình kết thúc từ bao giờ. Vẫn cứ ngỡ rằng anh vẫn là người mà em yêu thương từ đó giờ. Có phải giấc mơ không là sự thật vì anh chỉ cố an ủi mình để tự chắc an mình vẫn không sao nhưng máu đang chảy tí tách trong lòng. Ngày gặp mặt nhau không dành cho anh mà đó là ngày em thành hôn. Thiệp hồng tên em cùng với người đó cách mời là anh đâu từng có. Làm sao anh quên mối tình ngày nào vất vả mới đến được với nhau. Nhưng đi với nhau vừa đến nỗi đường em lại thấy lòng vừa sang dạo. Có phải vì nghèo là phải mất đi người mình đang yêu thật dễ dàng. Chẳng phải ngày xưa chỉ cần có một mùa tiếp tự tranh hay vả đi và anh chỉ có vậy thôi. Nên đừng tự xiết anh bẻ bàng. Yêu anh cũng vậy cũng vì chỉ nghèo mà bỏ anh lại bước sang ngang. Có lẽ số phận bắt buộc anh phải mất đi người yêu trên tay mình. Yêu nhiều chứ nhiều nhưng chỉ nhận lại trái ngang cây đắng của cuộc tình. Em lại điện thoại thì anh đúng quen sẽ còn muốn chúc em được vui. Cái chồng đúng rồi sẽ em hạnh phúc hơn khi bên anh chưa buồn tuổi. Còn anh chỉ chồng sẽ gửi để yêu sẽ luôn thì điểm đến mới đâu. Em chắc được ai mà tự chắc mình đi vội để gửi mới thương đâu. Em lại điện thoại thì anh đúng quen sẽ còn muốn chúc em được vui. Cái chồng đúng rồi sẽ em hạnh phúc hơn khi bên anh chưa buồn tuổi. Còn anh chỉ chồng sẽ gửi để yêu sẽ luôn thì điểm đến mới đâu. Em chắc được ai mà tự chắc mình đi vội để gửi mới thương đâu. Lời của cho anh được phép hát lên bài hát anh viết đã tặng em. Nhưng anh sẽ xóa tên em trong đó để anh được hát nhẹ nhàng tiếp. Bộ hát đêm nay em về bên họ chẳng còn ai hát của em ngủ. Em có buồn không khi vắng anh gọi những người xấu xẻ lâu hết một thứ. Kỷ niệm ngày nào không còn ý nghĩa giữ lại chỉ thế thêm buồn bã. Đốt hết tất cả để gió thổi đi mạnh mẽ không để phải gục ngã. Từ giờ vì sao biết sẽ các buồn được chạy tự mình mà tiếp bước. Tự tập lòng ven một mình tiếp em dù hết sức gọi cũng gán bước. Nếu như anh ngã thì ai sẽ đỡ khi quên anh giờ là bóng đêm. Số thoại lạnh buốt sẽ thắt tiếp anh sắp càng nhớ đến chỉ càng đau thêm. Thôi buông nhau gọi vương vấn chỉ làm con tim rằng vọt trong cơn đau. Nhắm mắt mà buông một cách nhẹ nhàng nước mắt cố gắng cùng cô dâu. Biết sẽ cái khó quên đi một người đã từng xem nhau là tất cả. Nhưng chẳng kết quả vì sao anh vậy nên anh chấp nhận như vậy mà. Người em đang yêu không phải là anh mà là họ người đến sau. Họ là người thắng anh là người thua nên từng đến trước trở thành đến sau. Em lại gần họ thì anh vẫn cay sẽ còn muốn chúc em được vui. Cái chọn đúng rồi cho em hạnh phúc hơn khi bên anh chưa buồn tuổi. Còn anh chỉ chọn sẽ gửi để yêu sẽ luôn thì điểm đến mới đâu. Nên chắc được ai mà tự chắc mình yêu vội để gửi muốn thương đâu. Em lại gần họ thì anh vẫn cay sẽ còn muốn chúc em được vui. Cái chọn đúng rồi cho em hạnh phúc hơn khi bên anh chưa buồn tuổi. Còn anh chỉ chọn sẽ gửi để yêu sẽ luôn thì điểm đến mới đâu. Nên chắc được ai mà tự chắc mình yêu vội để gửi muốn thương đâu.